Lần đầu tiên trong lịch sử thì bóng đá Việt Nam của chúng ta tham dự Tiger Cup trước đây và AFF Cup bây giờ kết thúc vòng bảng với 3 chiến thắng tuyệt đối. Tuy nhiên thì đội tuyển của chúng ta vẫn còn rất là nhiều chỗ giò cần phải hàn gắn nếu như vẫn muốn chinh phục chức vô địch. Và các cầu thủ của chúng ta và thậm chí là cả các cổ động viên của chúng ta cũng nên phải thay đổi tư duy để làm sao hàn gắn lại tinh thần đoàn kết, ủng hộ đội để chinh phục giấc mơ vàng. Và đó chính là nội dung chính được đề cập trong vlog này với một nhân vật trung tâm là Công Phượng. Tôi phải đề cập ngay đến vấn đề này và nó xuất phát từ các cổ động viên của chúng ta. Điều này làm cho các cầu thủ của chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và thậm chí là làm cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cảm thấy rất là bận đầu trong một cái giai đoạn mà mang tính quyết định đến thành bại của đội. Đó là những lời chỉ trích mà các cổ động viên của chúng ta dành cho đội tuyển. Đúng là thời gian vừa rồi thì Công Phượng không có phong độ tốt và bỏ lỡ rất là nhiều những cơ hội ngon ăn. Và ngay lập tức những người không yêu mến anh, thậm chí là anti-fan đã dành cho Công Phượng những lời chỉ trích rất là sâu cay trên mạng xã hội. Và những người ủng hộ Công Phượng, những fan của Công Phượng thì cũng không chịu ngồi im và tất cả mọi thứ đều đẩy đi rất là xa, thậm chí đã tạo ra một cuộc khẩu chiến. Rồi trong trận gặp Campuchia thì Đình Luật đã bị nhận thẻ đỏ, phải thay ra sớm và Công Phượng cũng không còn cơ hội thi đấu ở trên sân. Ngay lập tức thì chàng trung vệ xứ Nghệ nhận không biết bao nhiêu gạch đá của cộng đồng mạng. Và ngay cả khi huấn luyện viên Hữu Thắng buộc phải đưa ra một cái sự thay đổi người bất đắc dĩ thì ông cũng nhận rất là nhiều những lời chỉ trích sâu cay. Công Vinh thực hiện một đường truyền dọn cỗ, Công Phượng bỏ lỡ một cách rất là đáng tiếc. Và theo phản xạ rất là tự nhiên thì Công Vinh tiếc quá, hóa ra cáu. Và ngay lập tức thì cộng đồng mạng đã mắng mỏ Công Vinh một cách thậm tệ, rằng cho rằng là Công Vinh đã không vì thế hệ đàn em, thậm chí là bị bệnh ngôi sao. Nhưng mà tất cả mọi người đâu có biết rằng Công Vinh chính là người giúp đỡ Công Phượng nhiều nhất trong thời gian khó khăn vừa rồi. Rồi những cầu thủ mà các bạn yêu quý hoặc đến từ quê hương của các bạn không được ra sân thì ngay lập tức các bạn đã dành những lời lẽ rất là nặng nề dành cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và cho rằng anh Nguyễn Hữu Thắng đã quá địa phương chủ nghĩa khi sử dụng rất là nhiều những cầu thủ Nghệ An. Và tôi cho rằng là chính chúng ta mới là những người địa phương chủ nghĩa hơn cả anh Hữu Thắng, bởi vì chính anh Hữu Thắng đã từng nói rằng khi mà khoác áo đội tuyển quốc gia thì tất cả chúng ta là người Việt Nam, không còn phân biệt đâu là người Nghệ An, người Hà Nội hay là người địa phương khác. Khi chúng ta nói đến vấn đề địa phương chủ nghĩa thì các cầu thủ cũng bị chi phối phần nào. Và tôi biết rằng huấn luyện viên Hữu Thắng đã rất là lăn tăn trước mỗi một quyết định thay người hoặc là sử dụng nhân sự cho các trận đấu. Và đến đây thì tôi phải khẳng định một điều nữa là huấn luyện viên Hữu Thắng hoàn toàn có quyền lựa chọn những cầu thủ mà mình muốn, những người có thể truyền tải được cái triết lý bóng đá của mình một cách trọn vẹn nhất. Còn tất cả sự điều chỉnh của chúng ta nằm ở màn trình diễn, nằm ở thành tích mà đội của anh Hữu Thắng mang về cho tất cả chúng ta. Và thời gian vừa rồi thì rõ ràng là thực tế đã chứng minh là anh Hữu Thắng đã đúng khi lựa chọn rất nhiều những cầu thủ xứ Nghệ. Chúng ta thử điểm qua lại 3 trận đấu ở vòng bảng thì những người Nghệ An là những người thi đấu tốt nhất. Quế Ngọc Hải thì chúng ta không cần phải nói rồi, Công Vinh với 2 bàn thắng. Và đặc biệt là Công Vinh cũng là người mà khởi xướng cho cái tình huống Lương Xuân Trường chuyền bóng cho Văn Quyết ghi bàn thắng đầu tiên cho chúng ta. Hay là như Trọng Hoàng chẳng hạn, một người mà đã bị chúng ta đặt dấu hỏi rất là nhiều, nhưng mà qua vòng bảng anh ấy là cầu thủ mà đóng góp nhiều thứ nhất thứ nhì ở đội tuyển với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Có rất là nhiều điều chưa từng xảy ra hoặc hiếm khi xảy ra ở các đội tuyển quốc gia mà hiện nay đang hiện hữu với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Tất cả mọi cá nhân đều đang cố gắng hàn lại những cái lỗ giò, đặc biệt là nâng cao tinh thần đoàn kết cho toàn đội. Tôi đã đặc biệt là xúc động và đánh giá rất cao Trương Đình Luật khi anh ấy đã công khai xin lỗi toàn đội và Công Phượng bởi cái tấm thẻ đỏ không mong muốn của mình. Đình Luật đã chủ động xin lỗi Công Phượng vì cho rằng Công Phượng đã phải chịu hậu quả từ sai lầm của chính bản thân mình. Và xưa nay ở đội tuyển, một người anh lớn xin lỗi một người em nhỏ một cách công khai là điều chưa từng có. Và Công Phượng đã viết 2 chữ nhẹ nhàng trên fanpage của mình để nói về cảm xúc. Tôi chỉ muốn đưa ra một trường hợp của Công Phượng để tất cả chúng ta đều thấy rằng tất cả các thành viên của đội tuyển bây giờ đang cố gắng phát triển một mặt chuyên môn, củng cố tinh thần đoàn kết cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Sau một trận đấu không được ưng ý lắm thì cả Đình Luật và Công Phượng nhận được rất là nhiều những lời động viên từ các đồng đội của mình. Và bây giờ ở đội tuyển thì từng thành viên đang cố gắng hy sinh cái tôi và hy sinh cả cái quyền lợi cá nhân của mình vì tinh thần tập thể. Cho nên tất cả chúng ta, những cổ động viên của đội tuyển Việt Nam, đừng bao giờ chia rẽ họ nữa. Chuyện phong độ của Công Phượng và khả năng đá chính của Công Phượng ở đội tuyển quốc gia Việt Nam thì cũng có rất là nhiều quan điểm khác nhau. Về cơ bản thì huấn luyện viên Hữu Thắng đánh giá cao tài năng của Công Phượng và cũng đưa ra những kịch bản để sử dụng cầu thủ này, thậm chí là trong những thời khắc nguy cơ nhất. Cụ thể là trong những lúc mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta chơi bế tắc, khi mà những cái pha phối hợp của chúng ta không mang lại hiệu quả và khi mà chúng ta đang cần bàn thắng thì Công Phượng với khả năng đột phá và gây đột biến của mình thì có thể tạo ra được sự bất ngờ. Và đấy chính là kịch bản mà anh Hữu Thắng muốn sử dụng Công Phượng nhất. Trong bóng đá thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Một cầu thủ dự bị trong ngày hôm nay có thể lấy suất chính vào ngày mai, thậm chí trở thành sự lựa chọn số 1. Và trong bóng đá thì cái sự kiên trì luôn luôn có cái giá của nó.
Và Công Phượng thì cũng rất nên suy nghĩ theo hướng này. Có thể nói là ở trong đội bây giờ thì đang có một cầu thủ xứng đáng được gọi là hiện thân của sự kiên trì. Đấy chính là Công Vinh. Năm 2008, Công Vinh đã bị tịt ngòi cho đến tận trận bán kết. Và cuối cùng thì anh ghi hai bàn thắng cực kỳ quan trọng trong hai trận chung kết và mang về chức vô địch cho chúng ta. Hoặc là sâu hơn một tí nữa là tiền đạo Nguyễn Quang Hải. Thậm chí là trước AFF Cup 2008 thì Quang Hải đã lên gặp ông Calisto và xin về. Lúc đấy thì tất cả mọi thứ đã xong xuôi rồi, hành lý cũng đã được gói ghém một cách cẩn thận. Nhưng cuối cùng vào giây phút quyết định thì Quang Hải đã quyết ở lại. Và cuối cùng anh ghi bàn thắng ở trận bán kết gặp Singapore để đưa chúng ta vào chung kết và có chức vô địch duy nhất đến bây giờ. Nhưng mà tôi cũng không bao giờ bất ngờ nếu từ bây giờ đến cuối giải, thậm chí là qua cả hai trận chung kết mà Công Phượng không ra sân thêm một phút nào. Bởi vì nói thật là các huấn luyện viên luôn luôn có xu hướng là lựa chọn những cầu thủ hội tụ đầy đủ những yếu tố để thành công hơn, thậm chí là an toàn hơn. An toàn ở đây được hiểu theo nghĩa là an toàn về mặt chiến thuật. Và Công Phượng bây giờ không phải là một người như thế, chắc chắn là không giành được quyền ưu tiên của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Hai trận bán kết tới đây với Indonesia không hề dễ dàng như hai trận giao hữu mà chúng ta đá trước thềm của AFF Cup. Và rõ ràng là đến bây giờ thì huấn luyện viên Ridder đang là một trong số nhân tố quan trọng nhất và bất lợi nhất cho tất cả chúng ta. Trước AFF Cup năm nay thì ông Ridder đã đưa ra hai nhận xét và cuối cùng tất cả đều đúng. Ông nói rằng Thái Lan sẽ đứng đầu bảng A và Indo nếu vào thì với tư cách là đứng thứ hai của bảng A. Và Việt Nam sẽ là người đứng đầu bảng B, tức là nếu mà có gặp nhau thì họ sẽ gặp nhau ở bán kết. Tất cả những tính toán của ông Ridder đều đúng. Và đến bây giờ thì những sự hiểu biết của ông Ridder về bóng đá Việt Nam và đặc biệt là về đội tuyển quốc gia Việt Nam sau hai trận giao hữu đang là một trong những bất lợi lớn nhất của chúng ta. Và thủ quân Nguyễn Minh Phương cũng chia sẻ điều này. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều những vấn đề về mặt chuyên môn và trong trận đấu tới thì đương nhiên huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng phải vá lại hàng thủ vốn chưa phải là mạnh lắm nhưng đã bị khuyết đi một cái vị trí của Trương Đình Luật. Vấn đề là sử dụng ai, Đinh Tiến Thành hay là Bùi Tiến Dũng, đấy cũng vẫn là một câu hỏi rất là lớn. Đó là chưa kể hàng công của chúng ta vẫn tiếp tục phung phí những cơ hội mà càng vào sâu hơn thì cơ hội dành cho chúng ta càng ít. Chính bởi vì thế cho nên khả năng chớp cơ hội, biến những cơ hội thành bàn thắng, đó là thước đo cho thành công của chúng ta ở giải năm nay. Tất cả chúng ta đều thấy Lương Xuân Trường chơi hay như thế nào trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam dù mới chỉ 21 tuổi, nhưng đấy lại là nhược điểm của chúng ta. Tất cả những trận đấu mà Lương Xuân Trường tham gia, chúng ta đều tạo được rất nhiều cơ hội chơi rất là tưng bừng trong một thế tấn công gần như là áp đặt hoàn toàn. Nhưng khi chúng ta vắng Lương Xuân Trường thì lối chơi của chúng ta bắt đầu ì ạch, những pha phối hợp của chúng ta bắt đầu bị đứt quãng và hiệu quả thì không cao. Cho nên là đặt ra một cái trường hợp nếu như Lương Xuân Trường mà bị đối phương khóa chặt, lúc đấy đội tuyển của chúng ta sẽ như thế nào? Đấy cũng là một bài toán vô cùng khó cho huấn luyện viên Hữu Thắng. Đội tuyển của chúng ta còn rất nhiều vấn đề, các đối thủ của chúng ta ngày một mạnh hơn và giàu tham vọng hơn. Chính bởi vì thế, những tình huống ngon ăn, những bàn thắng, những chiến thắng lại càng khó hơn với chúng ta. Trong khó khăn thì đương nhiên thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng cần phải nỗ lực hết sức, nhưng họ cũng cần sự đồng hành của tất cả chúng ta. Chính bởi vì thế, những cổ động viên Việt Nam của chúng ta rất nên luôn luôn đồng hành cùng với đội tuyển, chia sẻ và đồng cảm với họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ. Và đó cũng là thông điệp cuối cùng tôi gửi đến các bạn trong vlog của tuần này.